Khả năng ô tô xin kính chào tất cả quý vị anh chị, quý cô bác, quý bà con cùng toàn thể mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh mua bán ô tô cũ giá rẻ Khả năng tôi Hải Phòng. Số điện thoại 0326062789. Đây là một mẫu xe Kia Morning đời 2015, xe khá là đẹp, sạch sẽ, đã qua dịch vụ rồi. Giá tiền thì rất hợp lý cho quý vị anh chị này. Khả năng ô tô đang đề xuất cho bà con chỉ 185 triệu thôi, bao sang tên chính chủ luôn. Quý vị anh chị nào mà đang quan tâm những mẫu xe mà giá rẻ, hợp lý thì có thể alo trực tiếp cho Khả Năng nhé. Xe thì động cơ 1.25 form mới đời 2015. Đấy, nếu mà phiên bản taxi ra chưa dọn thì em bán 150, còn dọn lên rồi em bán 185 triệu các bạn. Lấy đồng đồng đời, đấy là chục triệu tiền lãi thôi. Một chiếc xe đời 2015 đã qua dịch vụ nhưng mà chất lượng còn rất là ok, đẹp và không đâm đụng va chạm gì. Thì quý vị có thể đến ra trực tiếp cửa hàng để xem xe hoặc là liên hệ Khả Năng ô tô qua số điện thoại 0326062789 này. Máy móc gầm bệ rất là ngon, máy cực kỳ ngon, êm nha các bác nhá. Máy zin luôn. Máy con này làm đảm bảo zin nhá, mặt máy đã mở vệ sinh rồi. Còn keo chỉ zin này, anh em nhìn nội em này, rất là đẹp, cứng cáp, sạch sẽ từ trong ra ngoài. Đấy. Hơi ồn một chút thì em sẽ trải nghiệm luôn. Máy nổ rất êm các bác nhé, êm chưa? Em sẽ trải nghiệm luôn chiếc xe này, lại anh kia cho nó đỡ ồn. Với dòng xe số sàn Kia Morning này thì nó động cơ 1.2 form mới nhá, đời 2013 là form mới rồi. Đời 23 thì em bán khoảng tầm 165 triệu, còn đời 25 em bán 185 triệu. Anh em cảm thấy hợp lý thì anh em đến cửa hàng anh em mua nhé. Đấy. Giá này thì em có bao hỗ trợ rút hồ sơ gốc cho quý vị anh chị nhé. Đây. Về sơn si thì chiếc xe này nó là màu đỏ sẵn rồi. Thì sơn lại màu đỏ nó rất là đẹp thôi, không đổi màu. Nên là cái xe nó nhìn rất là cứng xe và đẹp. Thì máy gầm nó ngon nữa, chứ còn nếu mà con xe mà nó kém rồi thì thu thật với bà con các bác anh chị thì nó cũng chẳng có đắt rẻ nữa, anh em chẳng muốn mua đúng không? Con xe rất là ngon luôn, cứng cáp, đẹp, không đâm đụng va chạm gì. Đấy, sức sát và quẹt nhẹ thì thôi. Nhưng mà chất lượng xe thì em thấy rất là ok. Quý vị anh chị nào mà cần có thể còn đến trực tiếp cửa hàng xem xe hoặc là liên hệ Khả Năng ô tô trước khi đi qua số điện thoại 0326062789 em quay kỹ cho bà con xem nhé. Về sơn thì nó là sơn màu sơn đỏ theo xe từ đầu, nên là chính vì thế là nó rất là đẹp, cứng cáp luôn và nó không bị bong chóc sơn, nó không nộ sơn cũ. Đấy, sơn biển Hải Phòng các bác nhé, anh em có thể sang tên giữ biển anh em hoặc đổi biển rút hồ sơ cũng được, thoải mái luôn. Với cái lớp sơn này thì em nhìn nó rất nổi bật và đẹp, đẹp hơn tất cả những mẫu sơn khác rất là nhiều. Đời 2015, đời khá là cao, mới lăn bánh được 8 năm trên thị trường. Và tổng giá trị và anh em lăn bánh thì nó chỉ rơi vào tầm 190 thôi. Anh em sẽ được bao sang tên chính chủ, đổi biển về tên chính chủ của anh em luôn. Đôi lớp trước mới nha các bác nhá. Sơn xi rất đẹp, máy ngon, không đâm đụng, cột kèo đầu đít nguyên zin. Đấy, nội thất đẹp, có màn hình rồi. Như vị anh chị nào cảm thấy nó hợp lý thì anh em alo cho em. Sơn xi thì bên ngoài em đã làm sơn quay cả xe nhá, nên nó rất là đẹp luôn, sơn như trong hãng đấy. Đấy, chiếc này về anh em chỉ việc đổ xăng thôi. Xăng thì dòng này nó chỉ nêu công anh quanh khoảng tầm 5 lít rưỡi thôi. Nên anh em nhìn nội thất có đẹp không ạ? Nội thất rất là đẹp luôn nhá. Bọc màu ghế da đỏ đen nhìn rất là đẹp. Đấy, cùng với vô lăng củ số, vô lăng khâu da luôn. Màn hình anh em có thể nên cái màn hình khoảng tầm 3 triệu này, anh em có màn hình Android rồi. Đấy, cả cam hành trình các thứ là tầm 3 triệu rưỡi 4 triệu thôi. Nó hợp lý mà, rất là hợp lý giá tiền luôn. Anh em nào mà đến trực tiếp sửa cửa hàng thì anh em có thể gọi điện trước cho em một câu 0326062789, em sẽ chốt cho anh em cái giá rất là êm mà mượt cho các bà con nhé. Keo chỉ zin cả xe luôn đấy, zin đẹp, cứng cáp. Đây, mẫu này thì giá là tiền nào của đấy quý vị anh chị ạ. Nếu anh em mua một con xe mà đã qua dịch vụ như con này cũng qua dịch vụ rồi, nhưng mà nó cũng đâm đụng hoặc là nó hơi va một tí, hay là nó kiểu dạng như là nó kém đấy, máy móc nó kém, thì các bác chỉ mua bên anh quanh khoảng tầm 160 thôi. Đấy, 160 anh em mua rồi đấy, nhưng mà nó không đẹp đâu, không được đẹp bằng con này đâu. Nhiều anh em mua cái tham rẻ, đi mua con rẻ quá với lúc về mà không đi được thì lúc ấy bảo biết thế mua, nghe nó mua con đẹp hơn đúng không? Đây này, keo chỉ zin như này nó khác, chứ còn nếu đâm đụng va chạm rồi nó lại khác các bác nhé. Đấy, giá tiền thì nó loanh quanh chỉ có 185 triệu đồng thôi, còn bao giờ hỗ trợ nhiều cái. Quý vị anh chị đến trực tiếp cửa hàng hãy liên hệ trực tiếp qua Khả Năng ô tô, em sẽ chốt cho anh em cái giá êm trước khi đi nhé. Khả Năng trân trọng cảm ơn mọi người rất là nhiều, hẹn mọi người trong những video clip tiếp theo của em đang. Xin chào, hẹn gặp lại.